Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì video hôm nay thì mình sẽ lên một cái video đó chính là tặng nhiều cho các bạn nha. Đấy, vào vấn đề chính luôn các bạn, thì kênh YouTube của mình cũng đã được 3.000 mấy người đăng ký rồi các bạn. À, 30 mấy ngàn người đăng ký rồi. Nên là hôm nay là quyết định là sẽ làm một cái mini game nhỏ nhỏ. Ôi, đúng rồi. Một cái mini game nhỏ nhỏ để tặng nhiều cho các bạn nha. Bạn nào mà chưa có nhiều chơi á thì có thể thử vận may của mình nha, cũng như là bạn nào mà có nhiều là thử cũng được luôn. Đấy, các bạn thì không giới hạn độ tuổi nha các bạn. Ở đây cho bạn xem là đây là một số lượng đơn. Đó, rất là dài. Nhiều lắm bạn. Nè. Đây là đơn nhiều nè, đơn nhiều để chuẩn bị mai đi cho các bạn nè. Bây giờ các bạn làm một cái con nhiều trong vòng bao nhiêu phút? Mà đơn cỡ này thì các bạn biết là làm rất là lâu các bạn. Đơn nhiều cỡ này thì làm rất là lâu nên là đi đơn trễ một xíu thì các bạn thông cảm nha. Đó, mình sẽ ưu tiên cho những nào bạn nào mà đặt trước, nên là các bạn yên tâm. Bạn nào mà đặt nhiều bên mình á, đây nè, đơn các bạn coi nè, quá trời quá đất luôn. Còn rất là nhiều nha các bạn, nhưng mà mình chỉ chốt những cái bạn mà đặt trước thôi. Ví dụ như là ngày đó là ngày 1 nha, ngày 1 các bạn đặt nhiều. Thì tới ngày 2, có lẽ là ngày 2 mình sẽ đi đơn cho các bạn ngày 1. Đó, còn các bạn đặt đơn ngày 2 á, thì qua ngày 3 mình sẽ đi. Mình sẽ chia ra như vậy. Hoặc là nếu mà bữa đó mà ít đơn á, thì mình sẽ đi luôn, của các bạn đi sớm luôn ha. Còn nếu mà trễ thì mình giờ thêm một ngày nữa. Nói chung là các bạn đặt hàng trước á thì sẽ được đi đơn trước, ok không? Nên là mấy bạn cứ nhắn tin hối mình thì cũng vậy thôi các bạn ơi. Các bạn coi đơn cỡ này thì làm một con diều mà làm cũng các bạn nữa mà. Làm chơi chơi, làm cái tiếng hồ đúng không? Nên là làm khá là lâu nữa các bạn thông cảm. Đấy. Mà bây giờ để mà làm ra được một con diều á mà test cho bạn nữa bay ok nữa đó, rất là khó, nên là các bạn thông cảm nha. Bây giờ là số lượng đơn như đây này, nhưng mà mình vẫn sẽ dành ra thời gian và gửi tặng các bạn vài con diều ha. Thì trong cái lần game này với các bạn thì mình sẽ tặng 3 con diều nha. Cái video này tặng 3 con diều, thì có lẽ là nếu mà bạn nào mà chưa may mắn á thì các bạn muốn thì mình có thể làm thêm một video 3 con diều khác. Đấy vậy nha. Thì video hôm nay mình sẽ tặng 3 cái con diều, đó là con mẹ bồng con diều đuôi cá và con diều sông Vân. Đó, các bạn nhớ lưu ý á, là luật chơi sẽ như sau. Là các bạn sẽ phải đăng ký kênh YouTube của mình, xem video của mình và nhấn like nha các bạn. Và để nhận quà, làm sao để nhận quà thì các bạn sẽ comment ở phía dưới. Các bạn sẽ comment ở dưới cái video này. Mình sẽ random comment đó mà 3 bạn may mắn nhất nha. Mình sẽ random 3 bạn may mắn nhất và gửi diều cho các bạn. Đấy, bạn nào mà các bạn comment gì cũng được, nhưng mà các bạn phải các bạn comment cái con diều mấy bạn mong muốn nha. Bây giờ ví dụ như là các bạn muốn diều sông Vân đúng không, thì các bạn cứ comment gì ở trên cũng được, sau đó là các bạn comment ở dưới là diều sông Vân. Đấy, ok chưa, hiểu không, các bạn hiểu không? Rồi các bạn, nếu ví dụ bạn muốn diều mẹ một con thì các bạn ví dụ comment gì ở trên được, đừng có chửi mình nha, chửi mình là loại nha các bạn. Đó, bạn comment cái gì cũng được, sau đó là comment cái con diều bạn muốn ở cuối cùng là ok. Các bạn đừng có comment số điện thoại đồ vô nha, tại vì nó sẽ bị YouTube nó đánh gậy đồ các bạn, nên là các bạn đừng có comment số điện thoại nha. Bạn nào mà comment số điện thoại hay là giá lồ dép lào gì đó, phé buộc gì đó là mình sẽ cái đó coi như là vi phạm nha các bạn, không được nha. Đó, có gì ví dụ như là một lời chúc nè hay là gì đó, ở luật chơi nó sẽ là như vậy, ok chưa? Là các bạn sẽ được nhận một cái con diều, mỗi bạn chỉ được một con thôi nha các bạn, thì dành cho 3 bạn may mắn nha. Còn bây giờ thì để mình quay diều cho các bạn xem. Đây là số lượng đơn của ngày mai. Đây các bạn coi, đây là cái số lượng đơn hàng của ngày mai nữa các bạn. Diều nè. Đó, giờ làm trước rồi để mai làm nữa các bạn. Còn đây là đơn nè. Các bạn coi rất là nhiều đơn. Trong đây tầm ba mấy đơn nữa các bạn. Đây diều. Này là diều đuôi cá các bạn. Thì đó, mỗi diều nhà mình thì sẽ làm một công thức hết, nên là diều sẽ bay nên các bạn yên tâm nha. Thì cũng đã có rất là nhiều video test diều cho các bạn xem rồi. Bạn nào chưa xem thì lên kênh xem lại nha. Đó. Cái này kéo lên nữa là căng ra là đẹp nha các bạn. Thì mấy cái này đang chỉ đang lên áo thôi, đang chờ nó khô keo, làm 100% từ keo mà các bạn, không có dùng may, không có may hay gì hết á. Nè keo đây nè, các bạn coi keo nè, keo nữa các bạn, mình xốp ở đây cho dễ xài. Đây các bạn coi keo nè, đây là đuôi cá ha, còn đây có sông Vân nữa nè, sông Vân. Còn mấy cái cây này là mấy cái cây mình nẹp vô làm diều nè. Thì bây giờ trên mạng các bạn, người ta cũng bắt đầu bán diều cáp quang giống mình rất là nhiều. Nhưng mà các bạn để ý là người ta chỉ nẹp hai thanh thôi.
nẹp hai thanh thì nó sẽ không bay tốt bằng ba thanh của mình các bạn. Đây bạn coi nè, ba thanh nè, thấy không, ba thanh ra đây, hai thanh rồi một thanh. Các bạn làm diều nẹp hai thanh á thì gió to là quay liền các bạn ơi, quay không nở, cũng tùy nha. Còn này là công thức mình nghiên cứu được hết rồi các bạn, nẹp ba thanh cho các bạn luôn, gió các bạn thả gió to bay bao đã luôn. Mọi con diều sông băng đuôi cá gì cũng ba thanh hết nha các bạn. Còn đây là nay lên vải màu màu kiểu như màu ghi á anh em, đấy không phải màu trắng nha. Đấy thì do các bạn không có yêu cầu màu nên là mình lên màu ngẫu nhiên, còn bạn nào mà yêu cầu màu thì nhắn tin cho mình thì mình sẽ lên màu đó nha các bạn. Đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách mua diều bên mình nha các bạn. Đầu tiên là Shopee ha, thì đơn giản lắm các bạn, chỉ cần dây diều 6 1 mét này. Đây mình thì đang chuyên gia bán diều 6 1 mét nha các bạn, thì đang nâng lên 1m3 nữa. Đấy các bạn coi nè, đây là bé đen nè các bạn, đó bé đen nè, đó các bạn có thể thấy bé đen đây ha. Còn đây là những cái con diều nè, hiện tại là đang đứng top không đó các bạn, như cái con diều đuôi cá của mình đi. À không phải, ủa cái này người ta ăn cắp hình của mình nha các bạn nha, cái này người ta đang ăn cắp hình ảnh của mình nè các bạn thấy không, này là người ta ăn cắp hình ảnh của mình, diều của mình là bên đây này, mình để mình cho bạn xem nè, tìm xóm nè, đây mới là chính nha các bạn nha. Thì đây mới là diều nhà mình nè các bạn, đó các bạn để ý lượt bán nè, lượt bán nó đang lên tới 1.000 mấy lượt bán nè, một mấy ca nè các bạn. Còn diều diều hồi nãy nè, wow, để mình bấm cho các bạn coi này nha, hiện tại diều nhà mình nè các bạn, đó giá nè, đánh giá các bạn coi đánh giá nha, đó có đánh giá nè, 300 mấy đánh giá và lượt bán đang là 1.000 mấy lượt bán các bạn thấy không, là cái sản phẩm diều đuôi cá nha các bạn, này là đang đứng top á nha các bạn, đang đứng top ấy á. Mình điện thoại thì mình hay xài thì mình thấy, còn trên này mình không biết nữa, nhưng mà đang đứng top, còn cái người ta đang bắt chước mình các bạn, không phải bắt chước nữa mà người ta đang ăn cắp hình ảnh của mình. Đây các bạn coi nè, đây có mấy sao nè các bạn, đây cho các bạn coi luôn đó, 2.5 sao, 2 lượt đánh giá, này là ăn cắp hình ảnh của mình nha các bạn nha. Đây hình ảnh của mình, đây là hình như là video, mà không biết video phải của mình không hay của người ta, à video của mình luôn các bạn thấy không, TikTok mình nè các bạn. Thì mình sẽ không bao giờ để như vậy đâu các bạn, người ta đang ăn cắp hình ảnh của mình, người ta bán hàng nha các bạn. Và các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý nè, hình ảnh của người ta nè các bạn, đó các bạn mua hàng các bạn lưu ý nha. Hầu qua trên TikTok mình cũng thấy nữa, mình có nhắn tin kêu gỡ rào nhưng mà người ta đã gỡ rồi các bạn, nên là mình không nói. Còn mấy cái này là đang ăn cắp hình ảnh với lại video của mình để bán hàng nha các bạn nha, nên là các bạn lưu ý nha, không phải mình nha các bạn, nên là bạn mua là mình không chịu trách nhiệm nha. Đây là sản phẩm diều nhà mình, còn đây là cũng diều nhà người ta nè các bạn. Đó các bạn để ý nha, hình ảnh và video đang là của mình, này là TikTok của mình nha các bạn. Đó các bạn lên TikTok Lâm Phạm 26 là các bạn thấy, các bạn nhìn cái để ý cái tiêu đề là nó khác nè, đó cam kết lên 100% nè, thành diều 6 gì nè, thành diều 6 gì đó mình không biết, nhưng mà các bạn để ý là bên cái diều này là diều của mình, TikTok của mình là Lâm Phạm chứ không phải là thành gì hết nha các bạn. Đó đầu tiên là Shopee ha, là máu vô một xíu thôi là đã gặp nhái rồi, nên là các bạn mua hàng bây giờ các bạn cũng phải cẩn thận nha các bạn, để coi còn ai nhái nữa không. Đó hồi đó thì chưa ai bán diều 6 cáp quang đâu bạn, nhưng mà bây giờ thấy các bạn thấy không, đáng bán quá trời bán luôn, người ta bán bắt trước mình đang bán quá trời luôn. Coi nữa mấy cái này lúc trước là mình thấy đâu phải bán diều này đâu các bạn, người ta bán mấy cái diều khác, xong rồi bây giờ người ta lấy cái có cái lượt bán rồi đó các bạn, xong rồi người ta mới bỏ cái diều này vô, người ta xóa cái hình ảnh kia đi, người ta bán đặt 5m nhận có 2m gì nè. Đó nói chung là các bạn lưu ý ha. Còn này là Lazada nha các bạn, đây mình vừa lên Lazada cho các bạn xem là các bạn search diều 6 mini, diều 6 1m, diều 6 gì đó. Thì Lazada thì mình mới bán gần đây thôi, mình mới đăng bán chắc được cỡ 1 tuần nữa bạn, nên là lượt bán chưa được nhiều. Đây các bạn coi nè, giá thì vẫn như bên kia nha, hình ảnh cũng là hình ảnh của mình nha các bạn. Đó mình xây dựng hình ảnh rất là lâu rồi, các bạn theo dõi kênh thì biết. Đây là đơn hàng nè, đó diều nhà mình nè các bạn. Ok, đây lượt đánh giá 5 sao ha. Đây là diều nè, đó các bạn để ý nè, diều nhà mình là bé đen nè các bạn. Đó mấy cái này là diều nhà mình. Ok nha các bạn, đây cũng 5 sao, diều là diều sông băng các bạn. Đó Lazada thì mình mới bán gần đây thôi,
Đó nên là các bạn mua hàng các bạn cẩn thận nha các bạn nha. Giờ người ta lừa đảo nhiều lắm, người ta đang cắp hình ảnh của mình thì mình cũng chỉ biết cảnh báo các bạn thôi chứ cũng không làm gì được. Ok, đó là mình muốn cảnh báo tới các bạn như thế nha các bạn nha. Đó các bạn coi là lừa đảo rất là nhiều luôn nên là các bạn cẩn thận giúp mình ha. Rồi tiếp theo nữa là cái TikTok của mình á, thì các bạn chỉ cần ghi là Lâm Phạm 26 là ra nha. Trên TikTok mình cũng có bán nha các bạn. Các bạn cũng cẩn thận nha, tại vì hôm qua mình thấy cũng có lừa đảo á. Nói chung là các bạn mua hàng á, các bạn bấm vào cái link á, cái link mình để là ok nhất thì nó sẽ dẫn tới các bạn một cái trang mua hàng luôn. Thì cái đó là sẽ là của mình, trên cái video của mình, kênh của mình ba mấy ngàn sub nha. À đúng rồi, kênh của mình ba mấy ngàn sub nha các bạn, chứ các bạn đừng có YouTube nó cũng ăn cắp hình ảnh của mình nữa các bạn. YouTube cũng có nữa, YouTube cũng có nha, không phải là không nha các bạn. Bữa mình cũng mới gặp rồi nhưng mà mình định khiếu nại nhưng mà thôi thấy phiền quá các bạn, với lại người ta cũng kiểu như là không có được bao nhiêu lượt xem cho lắm đâu, cũng mấy trăm ngàn mấy à. Đây các bạn coi kênh YouTube của mình nha, đây kênh YouTube chính thức của mình nha các bạn. Rồi bây giờ là tổng kết lại luôn, các bạn nào mà muốn mua diều á thì đầu tiên các bạn phải đăng ký kênh YouTube của mình. Đây là hình ảnh nha các bạn, Lâm Phạm và đang có lượt đăng ký nè, 32.000 mấy trăm người nữa các bạn thấy không, số video là 500 mấy video. Ok, các bạn phải đăng ký kênh video của mình, à đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó là ví dụ như là các bạn muốn mua diều đúng không, bây giờ mình đang ví dụ là một cái video này nha, một cái video này ha, các bạn muốn nhận nhiều miễn phí chứ. Đó video này đi, các bạn sẽ nhấn like video này, đầu tiên là phải like nha, tiếp theo là các bạn phải đăng ký và các bạn phải bình luận một cái gì đó. Như đây có mấy bạn bình luận là mình chui tim với lại trả lời nè, các bạn bình luận một cái gì đó, sau đó là các bạn ghi cuối cùng của các bạn là cái con diều mong muốn của các bạn nha, là mình đang nói tới diều 1 mét thôi nha các bạn. Đấy ok, là các bạn sẽ đợi video tiếp theo thì mình sẽ lên random video nha các bạn, random cái mấy cái bình luận nè, các bạn coi bình luận này chỉ có mười mấy bình luận thôi nên là cũng khá là ít cho lượt xem nè, gần 20.000 lượt xem mà chỉ có mười mấy bình luận thôi, nên là ba bạn nhanh tay nhất nha các bạn bình luận xem là ai sẽ là người may mắn nhất nha. À, video này thì mình muốn cảnh báo tới các bạn là việc lừa đảo cũng như là sao ta, một cái mini game nho nhỏ dành tặng cho các bạn ba con diều. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nếu bạn thấy video mình hay đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau, bye bye.